Trong những ngày này, cùng với các lực lượng của ngành y tế, quân đội, quy tắc đô thị và các phòng ban chuyên môn của Công an thành phố, Công an phường tại các điểm nóng có ca lây nhiễm phức tạp thuộc quận Sơn Trà đã khẩn trương thiết lập vùng cách ly y tế với quyết tâm đảm bảo công tác phòng chống dịch trong 7 ngày tới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, theo công văn số 5260 ngày 15 tháng 8 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, để tăng cường các biện pháp giám sát thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố theo phương châm ai ở đâu thì ở đó. Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã thành lập ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ thôn gọi tắt là ban điều hành do bí thư chi bộ khu dân cư, thôn là người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của ban điều hành. Mỗi ban điều hành huy động từ 32 đến 40 người chia thành 3 ca, 4 kiếp, mỗi kiếp từ 8 đến 10 người ban điều hành lập danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể, các thành viên giám sát kết hợp tuyên truyền về phòng chống dịch, thiết lập chốt kiểm soát người ra vào, nắm và cung ứng kịp thời nhu cầu lương thực thực phẩm tới từng hộ dân. Ủy ban nhân dân các quận huyện phường xã căn cứ tình hình tại địa phương tổ chức lại các chốt phù hợp, giảm các chốt trên tuyến đường chính, tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát cơ động và tăng cường lực lượng cho các ban điều hành để giám sát chặt chẽ khu dân cư, thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thành lập ít nhất 5 tổ phản ứng nhanh, bao gồm công an, quân đội làm nòng cốt và các đơn vị khác là thành viên để hỗ trợ các ban điều hành khi có tình huống, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm. Công an thành phố và công an quận, huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn và cấp thẻ nhận diện đối với người và phương tiện tham gia các hoạt động được phép ra ngoài, tham gia giao thông theo quy định tại quyết định số 2788. Đối với hoạt động tại các cơ quan chính quyền, lãnh đạo và cán bộ, công chức viên chức trực và làm việc tại trụ sở để tham gia nhiệm vụ công tác phòng chống dịch và nhiệm vụ cấp thiết khác, tối đa 10% tổng số cán bộ, công chức viên chức phải đảm bảo ba tại chỗ. Đối với việc đảm bảo cung ứng phân phối lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân, Sở Công Thương xây dựng phương án cung cấp, phân phối hàng hóa, chủ động đàm phán, ký cam kết với các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, điều tiết việc cung ứng hàng hóa và phối hợp với các sở ban ngành địa phương điều phối hàng hóa kịp thời đáp ứng yêu cầu cho dân dân ủy ban nhân dân các quận huyện tuyên truyền phổ biến thông tin cho người dân về việc cung ứng hàng hóa xây dựng phương án cung ứng phân phối hàng hóa trên địa bàn đảm bảo không để người dân thiếu hàng hóa